Xin chào mọi người, tôi là nói chuyện với bạn ngày hôm nay. Nữ đào mỏ gặp đại ca nhiều tiền, cuối cùng bị đưa đến một ngôi làng hẻo lánh. Câu chuyện không có sự giúp đỡ. Nữ chính Sigma là một cô gái nông thôn bình thường. Vài năm trước cô ấy lên thành phố làm việc. Nhưng bởi vì tôi không có giáo dục và kinh nghiệm, đập vào tường khi tìm việc. Anh ấy không có lựa chọn nào khác ngoài làm bồi bàn trong một nhà với hàng. Sự phổ biến của web casting, Sigma nhìn thấy một cơ hội để đứng lên. Anh đổi tên thành Tinu, gói mình vào một bài phu mê, xuất hiện trước máy ảnh. Cạnh tranh trong ngành phát trực tiếp rất khốc liệt. Để nổi bật giữa đám đông, phải táo bạo. Tôi thích thói quen này. Mỗi khi anh ấy phát sóng, họ sẽ cố tình lắc đầu trước ống kính, thu hút sự chú ý của một số cư dân mạng nam. Làm việc chăm chỉ được đền đáp. Sau vài tháng phát trực tuyến, fan của Tino dễ dàng vượt mốc 100.000. Anh ta có thể kiếm được 20.000 đến 30.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Sau khi có tiền, anh ấy bắt đầu thành lập đội của riêng mình. Tôi không chỉ tìm được một trợ lý và thuê một nhiếp ảnh gia theo anh suốt ngày đêm. Tina dần đánh mất mình dưới sự theo đuổi của người hâm mộ. Là một người đàn ông nghèo, anh ta bắt đầu ra lệnh cho những người xung quanh, thậm chí xúc phạm người quay phim A Trăng thực tế và chuyên nghiệp. Dù làm khó, Tina vẫn bình tĩnh chấp nhận. Có một người anh lớn tên là Virgin trong phòng phát sóng. Lần nào Tina lên sóng trực tiếp cũng nhiệt tình tham gia, và nó vẫn ở vị trí số 1. Hoàng tử muốn đến thông tin liên lạc của Tina, yêu cầu cô ấy gặp riêng. Tina không muốn bỏ lỡ con cá lớn này và sẵn sàng quyết định hẹn hò. Hai người gặp nhau tại một khách sạn. A Trăng lo lắng và bí mật đi theo. Hoàng tử là một người đàn ông dịu dàng, đeo mặt nạ trên mặt được cho là để duy trì cảm giác bí ẩn. Tina có một thức uống, đầu bỗng choáng váng, mất ý thức không lâu sau đó. Thái tử thấy vậy trực tiếp đỡ lấy thang máy rời đi. Nhưng A Trăng đã đuổi theo họ và cả hai đã bỏ đi. Tina tỉnh dậy và thấy mình bị nhốt trong lồng sắt. Hoàng tử đang ngồi nhàn nhã nghe nhạc. Tina biết mình đã gặp phải một tên biến thái, vì vậy tuyệt vọng kêu cứu. Nhưng đây là vùng quê xa xôi, không ai nghe thấy gì cả. Hoàng tử đã lên kế hoạch từ lâu cho vụ bắt cóc này. Cô từng hẹn hò với nhiều nữ MC liên tiếp, chỉ có Tina cắn câu dễ dàng. Hoàng tử dọa nạt Tina bằng thức ăn. Tina gọi mỗi ngày không nên gọi, trái đất không hoạt động chỉ có thể tuân theo. Hoàng tử lấy một sợi xích sắt và buộc vào cổ Tina, đưa cô ấy ra khỏi lồng như một con vật cưng. Tina để lấp đầy dạ dày của tôi cô chỉ ấy. Có thể hạ thấp phẩm giá của mình và bò về phía đồ ăn. Sau với bữa đôi tối, mắt hoàng tử đưa Tina vào phòng tắm và tắm cho cô ấy. Tina run lên vì sợ hãi và để hoàng tử thao túng mình. Hoàng tử sau đó lấy một bộ đồng phục cho cô ấy để thay đổi, rồi cõng nàng ra ngoài. Hoàng tử dường như không vội vàng tiến xa hơn, đã cố tình trêu chọc Tina. Điều này làm Tina khó chịu, nhưng cô không dám nói ra. Tôi chỉ có thể thầm cầu nguyện rằng ai đó sẽ đến cứu tôi. Hoàng tử hỏi Tina về chi tiết mối quan hệ trước đây của cô sẵn ấy. Sẵn sàng từng bước phá vỡ phòng thủ tâm lý của cô ấy, chỉ để làm cho một người phụ nữ hoàn toàn mất phẩm giá của chỉ mình. Chỉ khi đó cô ấy mới có thể ngoan ngoãn từ cận đáy lòng. Lúc này, A Trăng ở phía bên kia vẫn đang tìm Tina. Cô đi theo biển số xe đến tận vùng quê. Tối rồi, hoàng tử mang một bộ quần áo khác cho Tina thay. Lần này là váy kiểu Trung Quốc. Hoàng tử dường như có một nỗi ám ảnh điên cuồng với kéo, tiếp tục tung Tina. Tina cũng dần rơi vào tuyệt vọng và không còn ảo tưởng về việc giải thoát. Hoàng tử rất hài lòng với điều này. Ngày hôm sau, cô đưa Tina ra sông, vẽ phác cho Tina để ngăn Tina trốn thoát. Đi cô xích chân Tina. Tình cờ, A Trăng tình cờ đi ngang qua đây. Tôi thấy Tina bên bờ sông qua cánh cổng sắt. Hoàng tử đi vệ sinh. Tina đã bí mật tìm thấy điện thoại di động của mình. Sau đó bật trực tiếp. Vâng, đúng vậy. Tina bật phát sóng trực tiếp thay vì gọi cảnh sát. Anh ấy đã kêu gọi sự giúp đỡ của người hâm mộ. Người hâm mộ đã nhìn thấy nó và nghĩ rằng đó là một sự cường điệu. Họ la ó, sỉ nhục Tina trong phòng truyền hình trực tiếp. Hoàng tử quay lại để xem hành động của Tina. Đột nhiên tức giận, cô đẩy Tina xuống sông, sau đó đánh cô ấy thật mạnh bằng roi. Tina quỳ trước hoàng tử và tuyệt vọng cầu xin lòng thương xót. Không có kết quả. Sau khi trở về nhà vào ban đêm, Tina đã học cách cư xử và ngừng kháng cự. Nhưng để phục vụ hoàng tử nhiệt tình, cô ấy nói ước mơ lớn nhất của cô ấy chỉ là ra khơi trên con thuyền với người mình yêu. Hoàng tử ghi nhớ lời Tina trong lòng. Ngày hôm sau, tôi tìm người thợ mộc trong làng để đóng thuyền. Thợ mộc đang làm việc. Tôi tình cờ nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ trong nhà. Anh thấy Tina chịu không nổi, lao tới để tận dụng. Sau khi hoàng tử phát hiện ra, anh ta đã tức giận xô xát thợ mộc bỏ trốn. Cả hai đuổi theo và chạy ra ngoài. A Trăng cách đó không xa nhân cơ hội này lao vào sân, giải cứu Tina. Nhưng không mất nhiều thời gian để hai người họ tôi hết. Gặp hai người ăn xin trong làng. Ngôi làng này được gọi là làng cử nhân. Sống với đàn ông độc thân. Người ăn xin đuổi cả hai đến bãi rác. A Trăng rời đi để bảo vệ Tina, liều lĩnh lao ra làm mồi. Cuối cùng, A Trăng đã bị loại. Tina cũng bị bắt bởi hai người ăn xin. Người hành khất đưa Tina về nhà, sẵn sàng để thưởng thức. Khi Tina sắp bị làm nhục, hoàng tử đến đúng lúc để chiến đấu với người ăn xin. Sau một cuộc hỗn chiến, hoàng tử đánh ăn mày và cứu Tina. Sau sự cố này, Tina bất ngờ thay đổi suy nghĩ về hoàng tử, bắt đầu có một sự phụ thuộc không thể giải thích được vào anh ta. Hoàng tử tháo dây chuyền một lần nữa sau khi trở về lần nhà. Lần này Tina không những không từ chối, thay vào đó, hãy chủ động nắm lấy và đưa nó A vào cổ. A Trăng thức dậy và trở về thành phố, tìm cảnh sát và chuẩn bị giải cứu Tina. Nhưng khi mọi người đến nhà của hoàng tử, nó đã trống rỗng.
Hoàng tử dẫn Tina sang sông, sẵn sàng cùng nàng rong ruổi khắp thế gian. Tina nghĩ đây là định mệnh, hào hứng lên thuyền. Hai người lái con thuyền chậm chậm ra khơi, thật không biết nên mừng hay lo. Phim này là phim chính kịch nội địa Chubby Seaton, giám đốc nên muốn mô tả sự phát triển của hội chứng Stockholm. Nhưng sự biến đổi của Tina trong phim cũng quá đột ngột, mất cảnh giác. Và hầu hết các vai phụ trong phim không liên quan gì đến câu chuyện chính. Dẫn đến một cái nhìn khá khó hiểu. Bạn có nghĩ rằng sự biến đổi của Tina là dễ hiểu? Chào mừng bạn đến để lại một bình luận. Xin chào, tôi là Yume, hẹn gặp lại lần sau.